Đối mặt nhiều thách thức cả về đặc thù đất đai thổ nhưỡng lẫn những tác động xấu do biến đổi khí hậu và giá vật tư phân bón đầu vào tăng cao, nhưng bà con làm lúa trong mô hình canh tác lúa thông minh tại tiểu vùng Tứ Giác Long Xuyên vẫn đạt những kết quả ấn tượng trong vụ đông xuân 2022. Các giải pháp nào đã giúp bà con vượt khó? Phân tích cụ thể từ các chuyên gia nông nghiệp sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh ngày 27 tháng 3 2022. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.